全部的爱，你这是我的女孩，你是心里小可爱，你这是我的期待 forever on my mind。 你是可爱的 pretty girl，我只想牵着你的手，抱歉情歌写太多首，歌词想不了头，都不发在心中。Hey girl， 我的话不荒谬，看你开心就足够。我只想对你说一句 I love you so， 发射爱心 biu biu biu。你就是我的女孩，你是世界最可爱，给你最真的告白，发射我全部的爱。你就是我的女孩，你是心里小可爱。这是我的期待 forever on my mind。 我喜欢的你看我是你也傻笑，我喜欢的你还就是想要睡觉，我喜欢的你快给我你的拥抱，我喜欢那个你，因为是你怎么都可以。赵丽婷英tập 5Dầu thơm do Hiền quảng cáo khiến nhiều người dị ứng nghiêm trọng. Chứng minh thư của pháp nhân công ty mùa hè mát lạnh này thì ra là bị mạo danh. Lúc bọn tôi tìm đến anh ta thì anh ta còn không biết mình có một công ty như thế này. Thì ra giám đốc Tôn này mới là chủ mưu của vụ lừa đảo này. Nhưng cũng không có đủ chứng cứ để chứng minh giám đốc Tôn có liên quan đến công ty này. Do Hi à, tôi nghĩ vấn đề chất lượng của dầu thơm đều do cậu chịu trách nhiệm rồi. Bạn solo đầu tiên khi thực tập sinh chúng tôi em đã bị người ta hát sơn đỏ. Hôm đó tôi rất sợ. Sau đó tôi phát hiện là thực tập sinh ra mắt cùng thời điểm thuê người hát. Sau đó công ty chúng tôi dành thực tập sinh này về. Cậu ta muốn bọn tôi bắt tay làm quà. Vậy anh có thỏa hiệp không? Cô nghĩ sao? Tôi nghĩ anh sẽ không thỏa hiệp. Đúng vậy, tôi không làm nữa. Vậy nên chạy đi làm diễn viên. Thì ra anh ký hợp đồng với công ty thám quả như thế à? Anh đại trắng nói với cô rồi sao? Anh đại trắng nói anh có chiến tích huy hoàng, tự tay đánh bại Tống Thả Ca, trả thù cho Thế Trùng Nguy. Tôi căn bản không thèm để mắt đến cậu ta. Xếp do lần này liệu anh có bị Nghiêm Phong không? Nghiêm Phong? Ý cô là bị phong sát hả? Ừm. Yên tâm đi, ông chủ của cô may mắn lắm. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa, tôi không còn là tôi của năm đó nữa rồi. Alo, anh đại tráng. Giúp tôi chuẩn bị một buổi họp báo vào ngày mai. Tôi muốn giải thích rõ ràng vụ gì. Dầu thơm mùa hè mát lạnh. Được, bây giờ tôi đi sắp xếp ngay đây.
Joy. Joy đang quay bo rồi. Lần này lại là ảnh sẽ hơi tự tin mù quáng. Hay là mấy câu ghét lý sáo động thế. Nói là ngày mai sẽ tổ chức một buổi họp báo để giải thích cho xã hội và dư luận vì dầu thơm mùa hè mát lạnh. Xí giám đốc Tôn, liệu có vấn đề gì không? Tôi đã dặn dò phía giám đốc Tôn rồi. Ông ấy sẽ ra nước ngoài trú một thời gian. Chỉ cần giám đốc Tôn đi thì công ty mùa hè mát lạnh sẽ không còn tồn tại nữa. Tất cả trách nhiệm đều do Joy gánh vác. Cậu ta tổ chức họp báo thì còn nói được gì nữa? Chẳng qua chỉ là dành lòng đồng cảm, giải dụ trước khi chết mà thôi. Ngày mai tôi được trong sạch rồi. Hôm nay tôi mời. Không nói nhiều nữa. Anh đi. Được. Miếng đùi gà này to quá. Em ăn không hết. Còn có đùi gà mà cô không ăn hết à? Nam thần, anh ăn đi. Tôi không thích ăn thịt gà. Tôi cũng không thích ăn thịt gà. Liễu Liễu ăn đi. Anh đẩy chán ăn đi. Được thôi, vậy tôi không khách sáo nữa. Tôi giảm cân. Đó đó thích ăn đùi gà nhất mà. Nam thần, hay là anh ăn cánh gà đi. Tôi ăn no rồi, vào nhà vệ sinh một lát. Anh đã ăn đâu? Cháu cũng đi. Nam thần, bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi. Có lời gì thì anh cứ nói với em đi. Cô muốn nghe gì? Nam thần, em biết mà. Anh đi vệ sinh chỉ là cái cớ thôi. Anh có lời muốn nói riêng với em phải không? Ám hiệu, em hiểu mà. Đúng là cái cớ. Em biết ngay mà. Cớ để nhé đánh cô. Kệ siêu. Đúng là kệ siêu. Cô giúp chúng tôi chụp bức ảnh được không? Không được. Cô mau chụp đi. Chụp đi. Cô bỏ tay xuống. Không. Cô bỏ tay xuống. Không đấy. Cô tránh xa ra một chút. Mau chụp đi. Tránh xa ra một chút. Chụp đi. Chụp đi. Chụp xong rồi. Cô chụp cái gì thế này? Chẳng chụp chúng ta vào khung hình chút nào phải đấy. Liên quan gì đến tôi chứ? Chụp gì thế này? Xấu chết mất. Hai người. Nam thần, anh nắm chặt hơn xíu nữa đi. Nếu không thì không kéo được em đâu. Rốt cuộc anh đã làm gì tan ra thế? Quay về thì thành ra thế này. Im đi. Tình yêu làm người ta mù quáng bà. Bạn của em với thư ký thế nào rồi? Còn thế nào được nữa? Năng lực làm gì cũng tạm được. Ý anh là về mặt tình cảm. Cậu ba, cậu đừng ăn ngồi cái đó. Nào, anh nắm thiệt tình đi. Xếp giờ. Sao cô vẫn chưa dứt bỏ?
anh nói thế này làm đầy anh tặng cho anh mà. Vậy nên tôi nghĩ nó chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt đối với anh. Vậy nên tôi... Thế này cũng xấu quá đấy. Dứt đi. Anh không thích màu này à? Tôi có thể đổi thành màu khác. Dứt đi. Đúng là hơi xấu một chút, nhưng ít nhất có thể giữ lại tấm lòng của mẹ anh. Lẽ nào không tốt sao? Không cần đâu. Tôi bảo mẹ tôi mua cái mới cho tôi là được rồi. Sao cô vẫn chưa đi? Xếp giò, để tôi chạy cho. Để tôi đi. Để tôi. Cô thực sự không nhớ tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì sao? Chuyện gì thế? Cô thấy khôn môi thật sự rất nghiêm trọng sao? Nếu hai người thật lòng thích nhau, anh tình em nguyện, thì hôn môi có sao đâu. Vậy nếu một trong hai người uống say thì sao? Kỳ lạ dở trò luôn anh. Cái này cho dù là thời cổ đại hay hiện tại thì đều đáng kinh bỉ. Tối hôm đó tôi nhìn thấy Phan đó hôn trọng cô. Cô ấy chắc chắn có ý đồ với cô rồi. Nhưng cho dù thế nào, cô cũng đừng nhắc chuyện này với cô ấy. Ai nhớ đến mình thế nhỉ? Chắc cô ấy cũng không có ý đâu. Chắc chắn là nhất thời hồ đồ nên mới. Xếp do, cô anh sao thế? Sao thế? Còn cả tay nữa. Tay cũng thế. Xếp do, bác sĩ nói anh do ăn nấm bị dị ứng dẫn đến xương dây thanh năm. Cậu ba, cậu không sao chứ? Cháu thực sự không biết cậu dễ bị dị ứng như thế. Lần sau cháu không gọi nấm nữa đâu. Nhẹ thôi. Lẽo liệu. Cậu ba nôn hết nấm độc ra rồi. Đó đó, em lắp làm sức cho nôn hết. Thuốc mới uống rồi. Cậu ba, cháu đi lấy cho cậu liều thuốc khác. Cháu. Sếp giờ, anh nói gì cơ? Buổi họp báo ngày mai. Một. Anh đại tráng, hay là quản buổi họp báo ngày mai đi. Anh xem, bây giờ sếp giờ thế này ngày mai chắc chắn không tham gia được. Không được. Đột nhiên quản lại chỉ khiến người ta thấy chúng ta chuột dạ. Nhưng mà... Được thôi. Tôi lên. Ai nói cậu lên chứ? Cô ấy lên. Cô ấy. Tôi. Được rồi, được rồi. Cô chuẩn bị đi. Anh đẩy trắng. Nhất định phải là tôi lên sao? Cô nghe tôi nói nhé, là một nạn nhân của dầu thơm kém chất lượng. Vì sự an toàn của mọi người, có phải cô nên đứng ra tố cáo bọn họ không? Là một trợ lý. Có phải cô nên san sẻ cho ông chủ của mình không? Vậy nên dạy công hay dạy thư thì đều nên là cô lên. Có gì mà phải đắn đo chứ? Anh đã dán. Nhưng tôi... Liệu liệu, chuyện này chỉ có cô làm được thôi. Vì cô là nạn nhân đầu tiên của dầu thơm nên lời nói của cô có sức thuyết phục nhất. Có gì mà phải đắn đo chứ? Đừng đắn đo nữa. Nghĩ xem nên nói thế nào đi. Chào. Chào mọi người. Tôi là...
Tôi là trợ lý của anh Joey. Tôi tên là... Tôi tên Quốc Kỳ. Quốc Kỳ Liễu Liễu. Xuống đi. Cô ta mà cũng dám lên sân khấu à? Xuống đi, xuống đi. Xuống đi, xuống đi. Có phải cô căng thẳng không? Từng. Cố lên. Sếp Do. Vậy anh, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tin tức mới nhất Do Hy đột ngột để trợ lý thay mình tham gia buổi họp báo. Còn Do Hy thì không dám lộ diện. Lẽ nào Dậu Thơm thực sự là sản phẩm kém chất lượng mà Do Hy quảng cáo? Chúng ta hãy cùng chờ xem phía Do Hy sẽ đưa ra lời giải thích như thế nào. Liễu Liễu, có phải căng thẳng lắm không? Nào, làm theo tôi. Hết thở, hết. Cứ như thế. Anh đại đáng với tôi. Cô gì mà cô? Tôi nói cho cô biết, giờ thì có giành lại trong sạch hay không? Nhờ hết vào thể hiện hôm nay của cô đấy. Cô làm được mà. Cố lên, đi đi, mau lên. Xin chào. Cô giải thích đi. Cô là trợ lý của cậu ấy phải không? Cô nói với chúng tôi vài câu đi. Qua bên này, mời nhìn bên này. Qua bên này nói đi. Màn solo đầu tiên khi thực tập sinh chúng tôi dễ bút đã bị người ta hắt sân đỏ. Vấn đề chất lượng của Dậu Thơm đều do cậu chịu trách nhiệm rồi. Tôi không còn là tôi của năm đó nữa rồi. Vì cô là nạn nhân đầu tiên của Dậu Thơm nên lời nói của cô có sức thuyết phục nhất. Buổi họp báo giải thích sự cố chất lượng sản phẩm của mùa hè mát lạnh. Vì anh, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cho hỏi cô là trợ lý của Do Hy sao? Cô và Do Hy có quan hệ gì? Rốt cuộc khi nào Do Hy mới tới? Buổi họp báo có tiếp tục khi nào Do Hy đến? Rốt cuộc giải quyết chuyện này thế nào? Có thể nói về cô không? Rốt cuộc khi nào Do Hy đến? Định xử lý thế nào? Dậu Thơm rốt cuộc là thật hay giả? Công ty bọn cô định xử lý thế nào? Bây giờ có nhiều người dị ứng như vậy. Quốc Kỳ Liễu Liễu, mày làm được mà. Liễu Liễu, đừng lo lắng. Do Hy có đến không? Tôi sắp đến rồi. Con gái bố giỏi nhất. Do Hy có xuất hiện không? Cô và Do Hy có quan hệ gì? Khi nào Do Hy mới đến? Rốt cuộc khi nào Do Hy mới đến? Định xử lý thế nào? Bây giờ có nhiều người dị ứng như vậy. Bây giờ các người vẫn không lên tiếng sao? Sao cô lại đi thế? Chuyện gì thế này? Do Hy không nói với mình mà. Các bạn khán giả, hiện trường đột nhiên xảy ra tình huống bất ngờ. Trợ lý của Do Hy đột nhiên bỏ đi khi đang phát biểu. Việc này chưa hết lại đến việc khác. Nếu Do Hy không đưa ra một lời giải thích hợp lý,
thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Mọi người, tôi là đại diện của công ty giải trí Khánh Hỏa, Nguyễn sẽ do tôi thay mặt cậu ấy trả lời tất cả các câu hỏi của mọi người. Cho hỏi trợ lý của Gia Hy đột nhiên bỏ đi có phải có ẩn tình gì không? Cho hỏi vụ việc lần này là kế hoạch năng xê của quý công ty sao? Gia Hy nói đầy bệnh không đến được, có phải chỉ là cái cớ không? Nếu chúng tôi đã tổ chức buổi họp báo thì đương nhiên đã chuẩn bị đầy đủ, cùng một thái độ chân thành nhất. Những suy đoán và chất vấn vô căn cứ của mọi người đang làm tổn hại đến hình ảnh của Gia Hy và công ty Thánh Hỏa. Quả nhiên vẫn ra dễ đáng thương. Lần này Gia Hy hết chuyên rồi. Để tôi xem, lần này cậu lật ngược tình thế kiểu gì? Tôi thấy mặt công ty bày tỏ từ chối trả lời. Bạn phóng viên này nói đúng. Giờ thì đến rồi. Giờ thì đến rồi. Giờ thì đến rồi. Anh Giờ thì. Cậu, sao cậu lại đến? Trước tiên cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây. Ở hiện trường quay quảng cáo dầu thơm, trợ lý của tôi đã sử dụng dầu thơm và bị dị ứng. Chúng tôi lập tức mang dầu thơm đi kiểm nghiệm thì phát hiện trong dầu thơm có chứa lượng lớn chất độc hại. Vậy nên chúng tôi đã lập tức gửi thông báo hủy hợp đồng, đồng thời nói với công ty mùa hè mát lạnh càng cấm đưa sản phẩm ra thị trường và đăng bài quảng cáo. Bên cạnh đó đăng bài cảnh cáo người tiêu dùng rằng không được mua dầu thơm này. Đây chẳng qua là khổ nhục ký để anh bằng chửi cho mình mà thôi. Căn bản không thể chứng minh anh đã thực sự gửi đơn hủy hợp đồng. Tôi quả thực không thể chứng minh. Công ty mùa hè mát lạnh đã nhận được đơn hủy hợp đồng của tôi. Nhưng khi tôi gửi đơn hủy hợp đồng thì đồng thời cũng chuyển cho mùa hè mát lạnh tiền vi phạm hợp đồng gấp 3 lần. Hết rồi à? Tôi đánh người thì chụp. Nếu Tống Ngã Kha đã tìm người hãm hại tôi thì tôi không tin nhiều tiền mặt như thế. Mà tên họ Tôn kia không lay động. Chỉ cần tên họ Tôn kia động vào tiền trong tài khoản thì có thể chứng minh quan hệ của ông ta và công ty. Không ngờ Do Hy lại trả tiền vi phạm hợp đồng gấp 3 lần. Trời ơi, đúng là 3 lần. Chứng từ chuyển tiền đúng là có sức thuyết phục hơn đơn người hợp đồng. Xem ra Do Hy đúng là người bị hại. Tiền vi phạm hợp đồng gấp 3 lần. Giám đốc Tôn không nói với tôi về chuyện tiền vi phạm hợp đồng. Người phụ trách công ty mùa hè mát lạnh đã chuyển số tiền vi phạm hợp đồng vào tài khoản cá nhân, chuẩn bị âm tiền bỏ trốn. Sáng nay đã bị bắt ở sân bay. Đồng thời chúng tôi cũng kiện công ty này tội lừa đảo và ác ý vu khống, hãm hại công ty tôi và chính tôi. Tôi tình thế đang đợi họ là hình phạt của hai bản án. Đương nhiên, kiện quảng cáo lần này tôi và công ty của tôi cũng có trách nhiệm không thể chối đẩy. Tôi đảm bảo với mọi người sau này chúng tôi sẽ giữ thái độ nghiêm túc, chịu trách nhiệm đối với mỗi một quảng cáo. Cũng mong mọi người hãy giám sát. Cảm ơn. Giời, cậu nói thêm vài câu đi. Giời, cậu đừng đi mày. Giời, cậu nói thêm vài câu đi. Giời, cậu nói thêm vài câu đi. Giời. Sếp Do, xin lỗi. Chẳng phải anh nói anh sắp xếp cả rồi sao? Chẳng phải anh nói chắc chắn sẽ thành công sao? Sao tôi biết được tên điên Gia Hy này lại đem tiền vi phạm hợp đồng gấp 3 lần chứ? Ở mặt này, anh đúng là không bằng Gia Hy. Gia Hy, cậu nhanh trí thật đấy. Nếu không phải cậu chuyển tiền vi phạm hợp đồng trước, giám đốc Tôn này ham tiền, để lộ sơ hở thì lần này chúng ta chết chắc rồi. Đúng là có tiền thích thật, dứt khoát lắm. Chỉ là lần này không có đủ chứng cứ để chứng minh Tống Thả Ca liên quan trực tiếp đến vụ diện này. Đáng tiếc thật. Giờ hay à, cậu khỏe hẳn chưa mà đã chạy ra ngoài rồi? Liễu Liễu đâu? Liễu Liễu.
Bút kỳ liễu liễu này thời khắc then chốt thì làm hỏng chuyện. Giờ tôi gọi cho cô ấy. Anh nhớ xem đầu gỗ chạy đi đâu rồi. Điện thoại, giấy tiền đều không mang theo. Có khi nào cô ấy sợ em trách cô ấy nên đi trốn không? Có lẽ cô ấy đã chịu đựng em đủ rồi. Vừa hay mượn cơ hội này để bỏ đi luôn. Không thể nào. Anh đừng nói dớ dẫn. Đầu gỗ là người có tinh thần trách nhiệm. Còn chưa giảng xong trọng phụ, cô ấy sẽ không đi đâu. Alo, Gia Hi. Tìm thấy Út Kỳ Điểm Liễu chưa? Vẫn chưa. Có khi nào cô ấy sợ tội mà tự sát không? Bên kia hình như có người nhảy sông tự tử. Thật đấy. Vậy chúng ta mau qua đó xem sao đi. Mau đi thôi. Đi thôi. Càng ngày càng tệ. Đúng đấy. Ghi chép lại đi. Nào, ghi chép cái này đi. Cho hỏi có người xảy ra chuyện sao? Xảy ra chuyện. Chàng trai, cậu đừng lo. Chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng thì nước của sông Bá này sẽ ngày càng trong. Cảnh sát ngôi trường. Đi thôi. Tôi còn tưởng cô. Xếp do. Thật ra không sao. Đừng nghĩ quá nhiều. Nghỉ ngơi sớm đi. Thật ra tôi mắc chứng sợ đám đông. Trước giờ tôi luôn cố gắng khắc phục. Tôi cũng uống thuốc để bản thân mình bình tĩnh hơn. Không ngờ lại phá hỏng buổi họp báo của anh. Xin lỗi sức do. Không sao đâu. Đây vốn không phải là lỗi của cô. Anh biết tại sao tôi lại làm gia sư không? Vì ước mơ của tôi là trở thành một giáo viên. Nhưng vì chứng sợ đám đông nên ngày nào tôi cũng nói với bản thân chân chỉ cần mạnh mẽ hơn một chút. Chỉ cần mỗi ngày đều cố gắng tiến lên một chút thôi thì sẽ có ngày tôi có thể đứng trên bục giảng. Nhưng sếp do, tôi làm hỏng rồi. Xin lỗi.
nhất định sẽ tốt lên thôi. Thật ra tôi mắc chứng sợ đám đông. Vì ước mơ của tôi, buổi họp báo, là trở thành một giáo viên. Sếp giờ, vì anh, tôi sẽ cố gắng hết sức. Đi theo tôi. Sau này lúc nào cô muốn dạy học thì cứ xem đây là lớp học của cô. Những cây này là học sinh của cô. Điểm danh do Kiểu Hy, người đầu tiên cho Kiểu Hy. Học sinh giỏi, lần nào thi cũng đứng hạng nhất. Trong giờ học, người chú ý nghe giảng nhất chắc là cậu ấy. Người tiếp theo do Hy. Trong giờ học nghịch ngợm, kỳ sự, bình thường cô phải để mắt đến cậu ấy nhiều vào. Người tiếp theo ở đây. Người này là chứng sợ đám đông là một bệnh tâm lý rất thường gặp. Bệnh nhân cảm thấy vô cùng sợ hãi, lo lắng khi đứng trước mặt người lạ hay là bị người khác quan sát kỹ càng. Ở các buổi xã giao hay buổi biểu diễn, trong tâm lý học được chẩn đoán là hội chứng rối loạn lo âu xã hội, là một dạng của bệnh rối loạn lo âu. Vậy bây giờ có cách chữa trị không? Cũng có. Tuy nhiên phải biết nguyên nhân sinh bệnh thì mới kê đúng thuốc được. Nguyên nhân sinh bệnh bình thường ngoài những nhân tố như di truyền, sinh lý, người bệnh phải chịu kích thích gì đó thì mới sinh bệnh. Vậy nên nhất định phải tìm ra nỗi sợ sâu thẳm nhất, khắc phục được nó thì mới thực sự chữa khỏi được. Bây giờ tôi không rảnh, cậu nghe tôi nói hết đi. Công ty học xong thì quyết định sa thải Út kia hiểu liệt. Cái gì? Anh Do Hy. Chào anh Do Hy. Chú đại cám, anh nói rõ ràng cho tôi nghe. Tôi đã đồng ý để các người đổi trợ lý của tôi chưa? Do Hy, đây là công ty họp để quyết định mà, tôi cũng chịu thôi. Hôm qua Liễu Liễu quả thực mắc phải lỗi rất nghiêm trọng. Lãnh đạo cấp cao của công ty lo lắng nếu cô ấy tiếp tục chăm sóc cậu mà xảy ra chuyện gì thì sao? Chỉ là bỏ đi giữa buổi họp báo thôi mà. Có đến mức đó không? Sự thật thế nào thì hai chúng ta đều biết rõ. Sa thải Liễu Liễu chẳng có vấn đề gì cả. Đi kiện còn yêu cầu nguyên cáo, bị cáo cùng có mặt. Anh đổi trợ lý của tôi đã hỏi ý kiến tôi chưa? Do Hy, giám đốc Trương bảo anh đến phòng họp, có chuyện quan trọng. Cậu, cậu đợi tôi đi cùng. Cậu đợi một lát. Đợi một lát. Có gì Liễu Liễu nghiêm túc chịu trách nhiệm, có năng lực, có tinh thần trách nhiệm. Cô ấy hoàn toàn có thể làm trợ lý của tôi, không cần phải đổi người. Do Hy, tôi có bộ phim này, cậu xem thử đi. Xem thử đi, xem đi. Hợp đồng. Xem thử đi. Tam phần thiên hạ phim ngôn tình cổ trang. Gần đây tôi không muốn nhận phim, nhất là phim cổ trang. Tôi phải chuẩn bị thật tốt cho bộ phim giọng phụ của đạo diễn Nguyễn Nhi. Cũng không mâu thuẫn với nhau mà. Không mâu thuẫn. Không mâu thuẫn. Cậu ở trong đoàn làm phim này chắc chắn là diễn viên chính hơn nữa. Thù La cũng rất hậu hĩnh rồi. Giám đốc Trương,
Ý anh là tôi vừa có thể dẫn dắt người mới, vừa có thể kiếm tiền cho công ty. Nói đi, lần này là Phan đó hay Trịnh Gia Nhi? Lần này đều đi cả, đều đi cả. Tôi không đi. Tôi nghe nói Tống Thả Ca cũng đang bàn bạc vai diễn này. Đúng, đúng, đúng. Tống Thả Ca cũng đang bàn. Ai thích đi thì đi. Tôi không đi. Chào 满意的幸福快要装不